Xin chào tất cả chú bán nhá. Chúc mọi người một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ nhá. Thì em thương xin phép được lên muộn cho tất cả anh chị bạn một cục cà te, hay còn gọi là gõ đỏ nhá. Cục đây thì đông đặc, hàng gọi là khô rồi. Cục đây được 60kg anh chị bạn nhá. Vân thì nói chung là rất là ok luôn anh chị bạn. Vân thì cực kỳ đẹp luôn. Vân thì khỏi phải chê đâu. Ok, kích thước cục đây là em đo từ mép này sang mép này là được 57 nhé. Từ đây qua đây là được 55. Chiều dày là dày nhất là 35 và mỏng nhất là 30 anh chị bạn nhé. Nếu để đục thì nói chung là đục tượng. Đục tượng, đục cóc cũng được nha. Nó có hai chiều dựng rất đẹp anh chị ạ. Rồi, ok, em đo cái chiều nhỏ nhất trên đầu đây này. Một chiều 24 này các bác này. Đấy, lõi nha. Rồi, một chiều 27. Hàng thì cam kết 100% là đông đặc luôn anh chị bạn nhé. Ok, em sẽ dựng kiểu kia cho chị bạn xem này. Có hai chiều để mình dựng rồi. Đấy, các bác nhìn cái Vân này. Vân thì nói chung là không phải lăn tăn rồi, vì Vân nó quá đẹp luôn. Rồi em dựng tiếp kiểu này lên. Ok, đấy, như thế này là cũng đục vô tư anh chị bạn nhé. Đây, chỗ đây là lõi khung. Lõi khung. Đấy, nếu anh chị đục kiểu này cũng được nha. Đấy, đều ok hết. Vân này nói chung là quá xuất sắc luôn anh chị ạ. Sáng rực. Hàng cam kết là đông đặc, không có sâu bọng hết. Không có một chút sâu bọng nào anh chị ạ. Cam kết 100% luôn. Đông đặc, hàng khô. Hàng khô luôn. Dạ vâng, nếu anh chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ em số điện thoại là 0338918991 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé. Xuống cái này các bạn này. Đây, úp kiểu này các bạn này. Đây các bạn nhìn được, nếu úp kiểu này là độ cọc là cũng ok nhé. Úp kiểu này là dễ độ cọc là ok luôn này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Ok, xin chào mọi người nhé.